Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 3, Viện Kiểm sát hoàn tất luận tội đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Viện Kiểm sát đánh giá, bà Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới. Hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo bị đề nghị là tử hình.